một bộ anime nổi tiếng nhưng không hề tồn tại. Saki Sanabashi là một bộ anime khá cũ về một nhóm học sinh trung học bị mắc kẹt trong một ngôi trường bị ma ám. Theo những gì dân mạng bàn tán thì rõ ràng đây là một bộ anime rất rất đáng sợ. Và thậm chí có rất nhiều người khẳng định bản thân đã từng xem bộ phim này, nhưng nó thực sự không hề tồn tại. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bộ anime này đã từng được tạo ra. Nó không xuất hiện trên My Anime List hay bất kỳ cơ sở dữ liệu phim nào mà bạn có thể tìm thấy. Nếu bạn thử search bộ anime này trên Google, bạn sẽ nhận được một đống kết quả cho ra là các tựa game. Vậy, liệu bộ anime này có thực sự tồn tại hay nó chỉ là một trò đùa rùng rợn? Nghe rõ để biết thêm, và đó là